Đường về cực lạc. Hòa thượng Chí Tịnh. Lời nói đầu cũng là lời tự thuật. Thời gian qua tôi tự nghĩ, ta cùng thập phương chư Phật đồng một bản chơn giác tánh. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni há chẳng từng dạy rằng tất cả chúng sanh đều đầy đủ Như Lai trí huệ đức tướng đó ư? Từ khi sơ chỉ có thân, không phải là ta sau chư Phật. Tại sao chư Phật các ngài đã giải thoát tự tại, đủ vô lượng trí huệ công đức thần thông, mà ta hiện vẫn bị ràng buộc trong vòng sanh tử, đầy vô biên phiền não, tội nghiệp khốn khổ? Phải chăng là do vì chư Phật sớm chứng ngộ bản chơn, còn ta mải mê say trần dục? Thật là đáng hổ thẹn, thật là đáng thống trách. Tôi lại tự nghĩ, đã tự biết rồi, giờ đây ta phải kiếp lo sao cho được giải thoát, và phải giải thoát nơi đời hiện tại này. Nếu trong đời hiện tại này mà chưa được giải thoát, đời sau quyết khó bảo đảm, và có thể vẫn loanh quanh mãi trong vòng luân hồi như những đời quá khứ thôi. Vì sao vậy? Có nhiều điều rất chướng ngại con đường giải thoát của ta ở đời sau. Thứ nhất, do phước lực tu hành hiện đời mà ta sẽ sanh lên các cõi trời ư? Trong kinh có lời, chư thiên cõi dục vì cảnh ngũ dục quá thắng diệu, dồi dào làm cho say mê, lại không có sự thống khổ làm cho thức tỉnh, nên khó phát tâm chịu nhọc chịu khổ mà tu hành đạo hạnh. Hưởng phước vui mãi mà không tu, tất có ngày hết phước mà sa đọa. Còn chư thiên trong cõi sắc và vô sắc, lại vì mãi an trụ trong cảnh giới thiền định, khó tấn tu đạo giải thoát. Lúc sức thiền định đã mãn, vẫn y nhiên làm kẻ luân hồi. Vĩnh Gia Thiền Sư nói, người tu phước sanh lên các cõi trời sẽ chiêu vời quả khổ ở tương lai, như bắn mũi tên lên hư không, khi sức đã mãn tên lại rơi xuống đất. Đó là sanh lên cõi trời, thời không bảo đảm giải thoát. Thứ hai, ta sẽ được thân làm người nữa ư? Đuôi điếc câm ngọng trên mặt địa cầu rất lắm kẻ, mãn mỏi dã man cùng nhiều người, biết bao xứ không Phật Pháp Tăng, nơi nơi đầy ngoại đạo tà giáo. Được thân người mà có một trong các điều trên đây, tất khó mong tu hành chánh đạo, tất sẽ lạc vào tà ngoại. Ngoài ra, nếu ta có phước mà làm vua, làm quan, làm nhà triệu phú, sang giàu, học đạo là khó. Lời Phật rành rành trong kinh Tứ Thập Nhị Chương: hoặc giả đời trước có tu thiền quán mà được thông minh, thế trí biện thông, là một trong bát nạn. Đó là chưa kể đến không biết bao nhiêu người lợi dụng sự sang giàu tài trí để gây tạo những tội ác tày trời mà ta thường nghe thường thấy trong đời. Giàu cho thân người đời sau của ta do căn lành mà ở ngoài những chứng nạn ấy, nhưng theo lời Phật, pháp càng ngày càng đi sâu vào thời mạt. Bậc minh sư hiện hữu chân chính tu hành có đạo lực rất là khó có, khó gặp. Thầy bạn giải thoát đã không, ai là người dẫn đường cho ta đắc đạo? Lại đương nhằm kiếp giảm, tuổi thọ con người càng lúc càng giảm bớt lần, đời sau tu hành chưa được gì rồi kế chết. Đời thứ ba, thứ tư sẽ ra thế nào? Ta sẽ đi vào đâu? Thế là giàu được sanh làm người trở lại,
cũng không thể bảo đảm là sẽ giải thoát. Phật nói, chúng sanh được thân người như đất dính móng tay, còn xa vào ác đạo như đất toàn cõi đại địa. Sau khi bỏ thân này, ta dám cả quyết là không đi xuống ư? Kinh nói, và một tội nhỏ, tức kiết là phải đọa địa ngục bằng tuổi thọ của tứ thiên vương. Huống là nghiệp chướng từ vô lượng đời đến nay, khó có thể lường. E rằng cường giả tiên khiên, một bước chật chân chắc chắn là lăn xuống đến đáy hố sâu. Đây là điều lo sợ cho đời sau, mãi mãi trầm luân. Ôi thân người khó đặng, Phật pháp khó được nghe. Này ta do túc thế thiện căn, nên được hưởng ít chút dư âm của Như Lai. Võ vẽ biết đôi đường giải thoát, thật là đại hạnh, thật là hy hữu. Ta còn chờ gì mà không thẳng bước tấn tu? Ta còn đợi chi mà chẳng kịp đoạn dòng sanh tử? Và cả nhân loại kia, cả mọi loài kia, cũng đang chìm nổi trong biển khổ không bờ. Ta phải sớm thẳng đến Phật quả, để rồi vận thuyền từ bi nguyện lực cứu vớt quần sanh, không thể dần già được. Tôi tự ngẫm, y cứ nơi thánh giáo, rớt sạch tam giới kiến tư hoặc mới siêu thoát luân hồi. Nếu phiền não còn mảy may, cội gốc sanh tử vẫn chưa đoạn. Đây là thông luận của tiểu thừa và đại thừa. Riêng phần đại thừa, được bảo đảm trên con đường giải thoát thành Phật, tất phải vào bậc tín tâm bất thoái làm đầu. Chứng bậc này, theo khởi tín luận, phải là người đủ năng lực thiện căn huân tập, thâm tín nhân quả, chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, phát bồ đề tâm, đặng gặp chư Phật gần gũi cúng dường, tu Bồ Tát hạnh. Tu tập như vậy, mãi đến đủ một vạn đại kiếp tín tâm mới thành tựu. Ôi, như thế thời thế nào? Ta là chúng sanh thời mạt pháp, tự thấy mình phước mỏng nghiệp dày, chứng sâu huệ cạn, chí nguyện được giải thoát nội hiện đời của ta, chí nguyện đi thẳng đến viên mãn Phật quả của ta, có thể thành cảnh mộng ư? Tôi tự an ủi, Đức Phật Như Lai có dạy một phương tiện siêu thắng để bảo đảm sự giải thoát, mà cũng để bảo đảm vững chắc đường thành Phật cho tất cả chúng sanh. Pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới. Theo lời Phật, dù là hạng cực ác mà chịu hồi tâm tu theo pháp môn này trong một thời gian rất ngắn, 10 niệm, cũng được vãng sanh. Đã được vãng sanh thời là siêu phàm nhập thánh, thoát hẳn sanh tử, bất thoái vô thượng Bồ Đề. Nương pháp môn này, ắt là ta sẽ được toại bổn nguyện, giải thoát thành Phật độ sanh. Người cực ác tu còn thành tựu thay, huống ta chưa phải là kẻ ác. Từ ngày ấy, tôi lập chí kiên quyết nơi tịnh độ và cố gắng thực hành. Tôi giao phó pháp thân huệ mạng mình cho Đức Từ Phụ A Di Đà, coi cõi cực lạc là gia hương của mình. Bớt lần sự duyên để chuyên tâm niệm Phật. Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng lòng lợi tha thúc dục nên cũng tùy phần. Đương lúc cố lo tự độ, đồng thời khuyến tấn người hữu duyên, muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát như mình, mong mọi người tấn hóa trước mình. Đó là thân tâm của bần tăng này. Vì thế nên tôi không quản vụng về quê rốt, gom góp những chỗ, những nơi chỉ dạy về pháp môn tịnh độ của Phật, Bồ Tát và Cổ Đức. Trong các kinh luận chính thức, cũng diễn thuật các sự tích của tăng, tục, tứ chúng, vãng sanh ở những bộ sách chánh truyền mà tổ hợp thành bộ Đường Về Cực Lạc này. Đường Về Cực Lạc là con đường pháp dẫn ta và tất cả chúng sanh từ xứ ác trược ta bà
về đến thế giới thanh tịnh cực lạc, cũng chính là pháp môn tịnh độ. Nói bằng một cách khác đấy thôi, bộ này chỉ là công trình sưu tập, vì muốn tín thủ và để giới thiệu các kinh sách tịnh độ với mọi người, nên mỗi bài mỗi đoạn tôi đều chưa rõ trích nhờ bộ kinh nào, bộ luận nào hay bộ sách nào. Trong đây dầu cũng có những chỗ phải sửa đổi đôi chút để chỉnh đốn cho liền đoạn hay đổi lời cho xuôi câu, nhưng tuyệt hẳn không đổi ý. Có thể tín nhiệm rằng bộ sách này là lời của Phật, của chư Bồ Tát, của cổ đức, mà hoàn toàn không phải là ý riêng của bần tăng này. Tôi còn muốn đặt gì thêm cho thành thừa. Một khi mà lời Phật ý tổ đã quá đầy đủ trong muôn kinh vạn luận, và lại kiến thức của hạng phàm phu đâu sánh được với trí huệ của bậc thánh. Gian hoặc có chỗ tôi chưa thêm, như những đoạn lời phụ chẳng hạn. Bần tăng chỉ diễn thuật lại lời của bài trước cho rõ nghĩa, nhấn mạnh điểm quan trọng, ghi nhắc điều khẩn yếu, hay khuyến khích sách tấn, hầu giúp đôi phần lợi ích cho mọi người trong lúc xem, lúc đọc mà thôi. Về phần lược sử của các nhà tu tịnh độ được vãng sanh, tôi chọn lấy những truyện tích có ghi rõ công hạnh tấn tu hay lời chỉ dạy xác đáng để có thể làm quy giám cho những người phát tâm tu hành, cùng giúp thêm hạnh giải cho người đọc. Đọc kỹ toàn bộ sách này, ngoài sự lợi ích lớn là được hiểu rõ tịnh độ và pháp môn tịnh độ, được phát khởi tín hạnh nguyện nếu ta đã phát, thành tựu tín hạnh nguyện nếu đã tăng trưởng, và viên mãn nếu đã thành tựu. Ta lại có thể dùng đây làm ông bạn tốt, chỉ chỗ phải, răn điều quấy trong khi ta hành đạo. Vì những căn trí tâm tánh, những trường hợp cảnh duyên, những sự thuận trơn hay những điều thắc mắc của mỗi người trong chúng ta không nhiều thời ít, quyết định là có chúng vào các truyện tích trong bộ này. Tôi chí thành cầu nguyện bộ sách này sẽ đem kết quả tôi thắng lại cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sanh đúng như tên của nó: vãng sanh cực lạc, trụ bất thoái vô thượng Bồ Đề. Phật lịch 2494, ngày Phật đản, Hân Tịnh Sa Môn, Thích Chí Tịnh, 1953. Phật dạy: nếu có người nào đã phát nguyện, hiện phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước cực lạc của A Di Đà Phật, thời các người ấy đều được chẳng thoái chuyển nơi vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, và hoặc đã sanh về cực lạc rồi, hoặc đương sanh, hoặc sẽ sanh. Xá Lợi Phất: vì thế các thiện nam tín nữ, nếu có lòng tin, nên phải phát nguyện sanh về cõi đó. Kinh A Di Đà. Pháp môn niệm Phật là thắng phương tiện của Như Lai. Tất cả chúng sanh đều sẵn đủ trí huệ đức tướng như Phật, không khác. Chỉ vì trái giác tánh theo trần lao, nên toàn thể trí đức chuyển thành vô minh phiền não, rồi thuận theo phiền não gây tạo những nghiệp hữu lậu, kết thành những quả báo sanh tử trong tam giới. Từ quả báo sanh tử sanh phiền não, rồi lại gây nghiệp hữu lậu. Vì cớ ấy nên chúng sanh từ vô thủy đến nay trải vô lượng vô biên kiếp, chịu khổ mãi trong vòng luân hồi sanh tử. Vì lòng đại bi, Đức Phật xuất thế thuyết pháp độ sanh. Nguyên bổn tâm của Phật chỉ muốn tất cả chúng sanh đều thoát hẳn sanh tử luân hồi, chứng viên mãn Phật đạo mà thôi. Song vì chúng sanh căn tánh lợi độn không đồng, trí ngu sai khác, nên Đức Phật phải chiều theo cơ nghi mà giáo hóa. Do đó nên pháp môn của Phật nhiều đến vô lượng. Với chúng sanh
hạng lợi căn đại trí. Thời Đức Phật dạy Phật thừa, để đặng liền viên Phật quả. Như thiện tài trong pháp hội Hoa Nghiêm, lòng nữ nơi đạo tràng diệu pháp. Với chúng sanh hạng căn trí kém, thời Đức Phật giảng Bồ Tát thừa, Duyên Giác thừa và Thanh Văn thừa, để cho hàng người ấy lần lượt tu tập, tuần tự chứng quả. Với chúng sanh trình độ quá thấp, thời Đức Phật nói thập thiện ngũ giới, thiên thừa và nhân thừa, cho hạng ấy nương theo để khỏi sa đọa vào ác đạo, đặng còn thân nhân thiên mà vui bồi thiện căn lần lần. Tương lai nương nơi căn lành ấy mà tấn tu thánh đạo, hoặc học Bồ Tát thừa tu lục độ vạn hạnh mà chứng pháp thân, hoặc y theo Duyên Giác thừa hay Thanh Văn thừa ngộ duyên sanh cùng tứ đế mà đặng đoạn phiền não chứng niết bàn. Tất cả những pháp môn ấy, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, tiệm giáo hay đốn giáo, nơi hành giả đều phải tự lực tu tập cho đến đoạn thật hết phiền não mới ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Nếu kiến hoặc tư hoặc còn chừng mảy tơ, thời cội gốc sanh tử vẫn chưa dứt hẳn. Như tam quả thánh nhân A-na-hàm, sau khi sanh lên Bất Hoàn Thiên còn phải trải qua nhiều thời gian mới chứng quả A-la-hán. Chứng A-la-hán rồi mới thật dứt hẳn cội gốc sanh tử. Nhưng A-la-hán chỉ là bậc thánh tiểu thừa, còn cần phải hồi tâm tu đại thừa mà cầu Phật đạo, rèn bi nguyện hiện thân trong lục đạo, tu hành lục độ vạn hạnh, trên cầu thành Phật, dưới cứu khổ mọi loài, lần lượt chứng các bậc thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác Bồ Tát. Bậc đẳng giác lại phải dùng kim cang trí phá một phần sanh tướng vô minh mới viên mãn chủng trí mà chứng Phật quả, tức diệu giác. Giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy từng bậc tu chứng từ phàm lên thánh, từ thánh đến Phật, quyết không thể vượt ngoài tuần thứ kể trên. Đức Bổn Sư của chúng ta biết rằng nếu chúng sanh chỉ dùng tự lực để liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, thời rất khó đặng. Nên ngoài vô lượng pháp môn chỉ thuộc tự lực, Ngài dạy một pháp môn tự lực nương tha lực rất viên đốn, rất huyền diệu, dễ thực hành mà thành công cao, dùng sức ít mà mau có hiệu quả. Tất cả căn cơ đều hợp, tất cả thánh phàm đồng tu, chính là pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh vậy. Do vì Đức Phật A Di Đà có bổn thể nguyện lực nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật, nên người dùng tín nguyện mà niệm Phật, tức tự lực, thời cảm thông với nguyện lực của Phật, nương nguyện lực của Phật nhiếp thủ, tức tha lực, liền đặng siêu thoát sanh tử luân hồi mà sanh về cực lạc tịnh độ. Đã được vãng sanh, tức là cao thăng, và bậc thánh lưu bất thoái, nên gọi là rất viên đốn, rất huyền diệu và thành công cao. Nơi pháp môn này, phương pháp thực hành rất giản tiện, mọi người đều có thể tùy phần tùy sức mà hành đạo. Chỉ cần chỗ tu cho đúng pháp, thời chắc chắn là thành tựu cả, nên gọi là dùng sức ít, dễ thực hành và mau có hiệu quả. Tổ Thiền Đạo cho rằng nghìn người tu không sót một. Vĩnh Minh Đại Sư công nhận là 10 người tu được cả 10. Với pháp môn tịnh độ này, không luận là kẻ trí hay ngu, không luận là tăng hay tục, không luận là sang giàu hay nghèo hèn, không luận là già trẻ nam nữ, không luận là sĩ nông công thương, tất cả các giới trong xã hội đều có thể tu tập và đều có thể thành tựu được cả. Văn Thù Bồ Tát nói: các môn tu hành không môn nào qua môn niệm Phật. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Đức Quan Thế Âm bảo: tịnh độ pháp môn hơn tất cả các hạnh khác.
Mã Minh Đại Sĩ cho rằng chuyên tâm niệm Phật là phương tiện siêu thắng của Đức Như Lai. Long Thọ Tôn Giả nói, niệm Phật Tam Muội có đại trí huệ, có đại phước đức, hay đoạn trừ tất cả phiền não, hay độ được tất cả chúng sanh. Niệm Phật Tam Muội hay sanh Vô Lượng Tam Muội cho đến Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Giác Minh Diệu Hành Bồ Tát nói, pháp môn niệm Phật là tâm tông của chư Phật, là con đường giải thoát tắt nhất của mọi loài. Ấn Quang Đại Sư từng nói, vì nương Phật lực cho nên tất cả mọi người, không kể là nghiệp hoặc nhiều hay ít, không kể là công phu hành đạo cạn cùng sâu, miễn tin cho chắc, nguyện cho thiết, thời quyết muôn người tu, muôn người vãng sanh không sót một. Còn nếu là bậc đã đoạn hoặc chứng trơn mà cầu vãng sanh, thời đốn siêu thập địa. Bậc thập địa mà cầu sanh, thời mau viên Phật quả. Vì thế nên Văn Thủ Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, vân vân, các đại Bồ Tát đều nguyện vãng sanh. Đến như những kẻ tạo ác cả đời sắp đọa địa ngục, hồi tâm niệm Phật cũng được giải thoát, như các ông Trương Thiện Hòa, Trương Trung Húc, Hùng Tuấn, Duy Cung, vân vân. Hạng người phạm tội ác ấy mà còn được thành tựu thay, huống là những người chưa quá ác, huống là những người lành. Do đây nên thấy rằng pháp môn tịnh độ này nhiếp cả thánh phàm, nhiếp cả thiện ác, nhiếp cả chúng sanh, như biển lớn gồm thâu muôn dòng vậy. Vì pháp môn tịnh độ với chúng sanh có sự lợi ích rộng lớn như thế, nên muôn kinh vạn luận luôn luôn nhắc đến, chư thánh chư hiền đồng nguyện cùng về. Thật là cửu giới chúng sanh rời pháp môn này thời chẳng thể viên thành Phật quả. Thập phương chư Phật bỏ pháp môn này quyết không thể độ khắp quần sanh. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật có lời huyền ký: thời mạt pháp muôn ức người tu hành, khó có một người được giải thoát. Chỉ nương nơi pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Đó là Phật bảo chúng ta phải tín hướng và thật hành pháp môn tịnh độ này vậy. Chúng ta há chẳng phải là người thời mạt pháp đó ư? Vì những lẽ như trên mà biết rằng, ngoài môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quyết định chúng ta hiện đời không thể siêu sanh thoát tử được. Còn đúng theo pháp môn niệm Phật cầu sanh này mà tu, chắc chắn một đời hiện tại này chúng ta đặng vãng sanh Cực Lạc tịnh độ và bảo đảm trên đường thành Phật. Tổng quát rằng, thiệt vì sanh tử phát Bồ Đề tâm, dùng tin sâu và nguyện thiết mà chuyên trì hồng danh A-di-đà Phật. Đây là tông thú chủ chánh của pháp môn tịnh độ này. Tâm hạnh đúng theo đây gọi là tu đúng pháp. Khi chúng ta được nghe giáo pháp của Đức Phật dạy về môn tịnh độ, chúng ta tự nghĩ rằng cõi ta bà là chốn ngũ trược ác thế, tam giới như nhà lửa, cõi dục mà chúng ta hiện ở đây khác nào một cái hố sâu đầy sình. Ta và mọi người cho đến muôn loại, hiện tại cũng như dĩ vãng, nhiều đời nhiều kiếp mang lấy không biết bao nhiêu là sự thống khổ trong vòng sanh tử luân hồi. Ngày nay ta được thân làm người, lại được nghe biết pháp môn giải thoát màu tắt diệu thắng, ta phải kiếp quyết chí y pháp tu hành để mình và mọi người đồng thoát ly sanh tử khổ, đồng chứng trơn thường lạc. Đây là thiệt vì sanh tử mà phát Bồ Đề tâm vậy. Rồi ta tự nhận rằng thân cùng ở cảnh ta bà này đủ điều chướng đạo, dễ sanh phiền não, dễ đắm nhiễm, dễ gây ác nghiệp, nội những già bệnh chết vô thường thiên biến cũng đủ ngăn trở con đường giải thoát của ta. Còn thân cùng ở cảnh cực lạc rất là lợi đạo, thường được thấy Phật, luôn nghe pháp âm, nên tâm thanh tịnh mà định huệ thành.
ở chung với chư Đại Bồ Tát Thượng Thiện Nhân, thời Thánh Nghiệp ngày Tăng, Chánh Hạnh ngày Tấn, không già không bệnh, thọ mạng vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Nên nội một đời, một thân thẳng lên đến bậc đẳng giác bổ xứ thành Phật. Ta lại nhận định, nguyện lực của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật rộng lớn bất từ nghị. Nay ta đúng theo pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà tu, quyết đặng Phật nhiếp thọ, quyết đặng vãng sanh. Đã đặng vãng sanh, tức là chủ bậc bất thoái mau thành Phật đạo. Chỉ có nguyện lực của Phật là chiếc thuyền tử, có thể đưa ta ra khỏi biển khổ thôi. Chỉ có cõi cực lạc là đại học đường, có thể đem ta đến bờ đại giác thôi. Tự nhận như thế rồi, bên chặt một lòng, nguyện thoát ly ta bà ác trược. Như người tù muốn ra khỏi ngục tối, không chút quyến luyến, nguyện về đến cực lạc thanh tịnh. Dường như trẻ thơ đi lạc, mong mỏi được về nhà, không chút dần già. Nhận định như vậy, lập nguyện như vậy, đó là tin sâu của nguyện thiết đấy. Bắt đầu từ đây cho đến trọn đời, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, tùy sức, tùy phần, chí tâm chỉ niệm 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, coi đó như là một công vụ hết sức khẩn yếu, phải tận lực mà làm. Nếu là người rảnh rang vô sự thì ngày liền đêm, lúc đi đứng cũng như lúc ngồi nằm, giữ chặt chánh niệm. Phật không rời tâm, tâm không rời Phật. Hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, nhiếp cả 6 căn, Phật hiệu nối luôn. Đây là tương tục chấp chỉ. Niệm như vậy, lâu lâu sẽ tự chứng tam muội. Hiện tiền thấy Phật thọ ký, lâm chung cao thăng thượng phẩm. Còn nếu là người đa đoan công việc, việc nước, việc nhà, vân vân, không nhiều giờ rảnh, thời nên tối và sáng sớm thực hành phương thập niệm, giữ mãi trọn đời không sót, không bỏ, cũng được vãng sanh. Vì Đức Từ Phụ có bổn nguyện, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu ta, rồi chí tâm tin muốn, nguyện sanh về cõi nước của ta, nhận đến mười niệm. Nếu chúng sanh ấy không được sanh, thời ta không ở ngôi chánh giác. Ngoài ra, những người nào ở vào trường hợp chặn giữa, thời châm trước, phân thời định khóa mà thọ trì, tất cả đều phải cung kính chí tâm, kỹ chắc trong lúc trì niệm là điều khẩn yếu. Hành trì như vậy gọi là chuyên trì hồng danh A-di-đà, và đây là chánh hạnh. Người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới còn cần phải làm những điều lành, có lòng từ bi, giới sát hộ sanh, bố thí cứu tế, trì trai giữ giới, hiếu thảo cha mẹ, kính thờ sư trưởng, phò trì tam bảo, lợi mình lợi người, dẹp lòng ngã mạn tham sân, thêm lớn hòa vui nhẫn nhục. Sâu tin nhân quả, mở mang chánh kiến, dùng đây làm trợ hạnh. Tín nguyện đã có, chánh trợ đã đủ, đến lúc lâm chung chắc chắn được Đức Từ Phụ cùng thánh chúng thừa bổn nguyện lực đích thân đến tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Dầu tín nguyện hạnh phải đủ cả ba mới được vãng sanh, như cái đảnh ba chân, thiếu một thời ngã. Nhưng nên hiểu thêm rằng, được vãng sanh là do lòng tin sâu chắc, chí nguyện cho tha thiết, để cảm thông với nguyện lực của Phật. Còn nơi công hạnh, ít thời quá thấp, nhiều thời phẩm cao. Do vì công hạnh không hạn cuộc, mà chú trọng nơi tín và nguyện như vậy, nên đoạn trước có nói, tất cả những người trong tất cả các giới ở xã hội đều có thể thật hành và đều có thể thành tựu được cả. Và vì tín sâu và nguyện thiết, hạ người nào cũng có thể lập được. Thập niệm niệm Phật ở trường hợp nào cũng đều thực hành được.
Nội dung của bộ Đường Về Cực Lạc này cũng không ngoài phạm vi tín nguyện hạnh. Các chương đầu thuật lại tiền thân của Đức A-di-đà Phật và đã tỏ rõ chánh báo cùng y báo trang nghiêm của cực lạc thế giới, để mọi người đối với Đức Phật và tịnh độ được sự nhận thật, đã nhận thật tức là tin chắc, và chí nguyện tha thiết sẽ do đó mà lập được. Đến các chương kế thuật lược sự của chư Bồ Tát, chư Đại Tổ Sư tự thân tu tịnh độ mà được thành công, cùng những lời dạy vẽ khuyên nhắc của các ngài, để mọi người bền vững tín tâm, kiên quyết chí nguyện, cùng hiểu rõ phương pháp hành trì để thẳng tấn tinh tu. Nhận đến các chương về tứ chúng vãng sanh, và cuối cùng chương thích nghi cũng cùng một mục đích ấy. Phật dạy: nếu người nào được nghe lời này nên phải phát nguyện, nguyện sanh về cực lạc thế giới. Kinh A Di Đà. Phật dạy: chúng sanh nào được nghe lời ta đã nói nên phải phát nguyện cầu sanh về cõi nước ấy, tức cực lạc. Vì đặng cùng với các bậc thiện nhân như thế, tức là bổ xứ Bồ Tát, câu hội một chỗ. Kinh A Di Đà. Phật huyền ký: thời mạt pháp ức ức người tu hành, khó có một người đến giải thoát. Chỉ nương pháp môn niệm Phật mà được thoát khỏi luân hồi. Kinh Đại Tập. Chương thứ nhất: tiền thân của cực lạc giáo chủ A Di Đà Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã là một đấng lịch sử trong cõi Ta Bà. Ngoài mấy nghìn năm, hình ảnh ngài vẫn in sâu nơi ký ức của nhân loại. Do truyện ký cùng di tích, nhất là nét vàng rực rỡ trong tam tạng, Đức Tử Phụ A Di Đà Phật cũng là một đấng hoàn toàn lịch sử ở thế giới cực lạc trên vài mươi thế kỷ. Hồng danh mãi vang lên nơi miệng, nơi tâm của tất cả, y cứ nơi kim ngôn của Đức Bổn Sư, đấng chân thật ngữ. Đức Bổn Sư trước khi hiện thân thành đạo vô thượng ở cội Bồ Đề, để rồi trở nên vị giáo chủ cao cả của cõi Ta Bà. Ngài là Thiện Huệ Bồ Tát, dâng hoa trải tóc cúng dường Phật Nhiên Đăng, và là Hộ Minh Bồ Tát, ngự ở cung trời Đấu Xuất. Đức Tử Phụ cũng thế, trước khi viên thành quả chánh giác, giữ ngôi Pháp Vương ở cực lạc thế giới, ngài cũng có nhân địa của ngài, vua vô chánh niệm, thời kỳ Phật Bảo Tạng, vương tử thắng công đức trong pháp hội của Phật Bảo Công Đức, Bồ Tát Sa Di, con trai của Đức Đại Thông Chí Thắng Phật, vân vân. Trước khi nói đến thân và cõi hiện tại của Đức Tử Phụ, ta cần nên rõ nhân địa của ngài, để biết rằng kết quả vô thượng đây tất do nơi nhân thủ thắng thuở trước vậy. Bồ Tát Sa Di. Trích thuật theo Kinh Pháp Hoa, phẩm Hóa Thành Dụ thứ 7. Đức Đại Thông Chí Thắng Phật khi còn ở ngôi quốc vương có 16 người con trai. Lúc quốc vương bỏ ngai vàng xuất gia thành Phật, thời 16 vị vương tử đồng vào pháp hội xin xuất gia làm Sa Di. Trải qua một thời gian tu học, 16 vị Sa Di chứng ngộ diệu lý, đều đặng thần thông trí huệ. Sau khi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho đại chúng trong pháp hội, Đức Đại Thông Chí Thắng Phật liền nhập định thất trụ trong đại định. Thời gian Đức Phật ngồi yên lặng nơi tịnh thất, 16 vị Bồ Tát Sa Di đều thăng pháp tòa, giảng rộng nghĩa lý kinh Pháp Hoa cho đại chúng. Mỗi vị Bồ Tát Sa Di độ được 680 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa người. 16 vị Sa Di đó hiện nay đều đã thành Phật cả, đang ngự trong đạo tràng ở mười phương thế giới. Vị Sa Di thứ 16 thành Phật ở cõi Ta Bà, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, và vị thứ 9 hiện tại thành Phật ở cực lạc thế giới, tức là Đức Tử Phụ
A-di-đà Phật. Thái tử Thắng Công Đức trích thuật theo kinh Nhất Hướng Xuất Sanh Bồ Tát. Về thuộc quá khứ của ông Thái tử tên là Bất Tư Nghị Thắng Công Đức, năm 16 tuổi, Thái tử được nghe kinh Pháp Bổn Đà La Ni, nơi Đức Phật bảo công đức tinh tú kiếp vương Như Lai. Khi nghe xong, Thái tử tinh tấn tu tập trong 7 muôn năm, không ngủ nghỉ mà cũng không nằm không dựa. Nhờ sức dũng mãnh ấy, nên lần lần Thái tử được gặp 90 ức trăm nghìn Đức Phật. Bao nhiêu kinh pháp của chư Phật dạy truyền, Thái tử đều có thể thọ trì tu tập cả. Về sau, Thái tử xuất gia làm Sa Môn, lại tu tập Pháp Bổn Đà La Ni 9 muôn năm và giảng truyền chánh pháp cho mọi người. Tinh tấn tu hành và cần mẫn giáo hóa, trong một đời hoàng pháp, Thái tử độ được 80 ức Na Do Tha người phát Bồ Đề Tâm, trụ bậc bất thoái chuyển. Thái tử Thắng Công Đức là tiền thân của Đức Từ Phụ A Di Đà. Vua Vô Chánh Niệm và hai vương tử. Trích thuật theo kinh Bi Hoa. Vô lượng hằng hà sa kiếp về trước, ở thế giới San Đề Lam, con trai của phụ tướng Bảo Hải xuất gia thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Bấy giờ quốc vương Vô Chánh Niệm cùng đi với phụ tướng Bảo Hải. Các vị vương tử và thần dân đến đạo tràng cúng dường Đức Phật Bảo Tạng. Sau khi nghe Đức Phật giảng dạy, vua cùng phụ tướng đồng phát Bồ Đề Tâm. Đức vua thời nguyện trang nghiêm tịnh độ để nhiếp thọ chúng sanh. Quan phụ tướng thời nguyện thành Phật ở Uế Độ hầu ngự phục mọi loài. Đức Phật Bảo Tạng phán rằng: quá trăm nghìn muôn ức Phật độ về phương Tây, có thế giới của Tôn Âm Vương Như Lai, một hàng hà sa A Tăng Kỳ kiếp sau, thế giới đó sẽ đổi tên là Cực Lạc. Bấy giờ vua sẽ thành Phật nơi ấy, hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai, và quan phụ tướng Bảo Hải sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni ở Ta Bà thế giới. Quan phụ tướng là tiền thân của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Vua Vô Chánh Niệm là tiền thân của Từ Phụ A Di Đà Phật. Lúc vua Vô Chánh Niệm phát nguyện và được thọ ký xong, Thái tử Bất Huyền, trưởng tử của vua, phát nguyện rằng: sau này, thời gian tôi tu Bồ Tát hạnh, có chúng sanh nào gặp phải các sự khổ não khủng bố, vân vân, sầu lo cô cùng, không ai cứu hộ, không chỗ cậy nương, kẻ ấy nhớ đến tôi, xưng danh hiệu của tôi, được thiên nhĩ tôi nghe đến, thiên nhãn tôi thấy đến. Nếu những chúng sanh đó chẳng được thoát khỏi các sự khổ não khủng bố, thời tôi thề chọn không thành bậc chánh giác. Và khi vua cha thành Phật ở Cực Lạc thế giới, thời tôi thường ở Cực Lạc thực hành Bồ Tát Đạo và hộ trì chánh pháp. Đức Bảo Tạng Như Lai phán với Thái tử: ông quan sát tất cả chúng sanh mà sanh lòng đại bi, muốn dứt tất cả sự khổ não của chúng sanh và muốn làm cho chúng sanh đều được an lạc, nay nên đặt hiệu cho ông là Quan Thế Âm. Về sau lúc Đức Vô Lượng Thọ Phật nhập Niết Bàn, cõi Cực Lạc đổi tên là Nhất Thiết Chân Bửu Thành Tựu Thế Giới, ông sẽ thành Phật nơi ấy, hiệu là Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai. Bấy giờ vương tử Ni Ma, con thứ của vua, phát nguyện đem tất cả công đức hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Và lúc Thái tử Bất Huyền thành Phật, người sẽ là vị Bồ Tát thỉnh truyền Pháp Luân trước nhất, cũng thường ở luôn một bên Sơn Vương Như Lai, giúp Phật hoằng hóa. Đức Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký cho vương tử Ni Ma sẽ được tọa nguyện. Lúc Sơn Vương Như Lai nhập Niết Bàn, người sẽ hộ trì chánh pháp, và sau cùng sẽ thành Phật nơi thế giới ấy, hiệu là Thiện Trụ Công Đức Bửu Vương Như Lai.
quang minh thọ mạng quốc độ cùng tất cả Phật sự đều đồng như Đức Sơn Vương Như Lai. Thái tử Bất Huyền là tiền thân của Quan Thế Âm Bồ Tát và Vương tử Ni Ma là tiền thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Lời phụ. Liên Trì Đại Sư từng cho rằng giáo pháp của Đức Phật có hai môn: một, triết phục; hai, nhiếp thọ. Phật dạy: đây là tam đổ lục đạo, tam giới như nhà lửa, sanh già bệnh chết, vô lượng sự khổ, vô thường sanh diệt rình rập hại người, dục vọng phiền não trùm phủ tâm người, cùng những phương pháp diệt khổ để mọi người sanh lòng nhàm lìa thân cảnh ô trược khốn khổ này mà cầu mong được thoát khỏi, vân vân. Đây là môn triết phục. Đức Phật chỉ có tình độ hoàn toàn an vui cứu cánh thanh tịnh giải thoát cùng những pháp môn tịnh độ để người ham mộ nguyện về. Đây là môn nhiếp thọ. Lời phê phán của Đại Sư rất hiệp với bổn nguyện của hai Đức Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật nguyện ở Huế độ để ngự phục chúng sanh cang cường. A Di Đà Phật nguyện trang nghiêm tịnh độ để nhiếp thọ chúng sanh thanh tịnh. Và dưới đây là chuyện tích của một nhà sư tu tịnh độ được thân nghe những lời trên của Đức Từ Phụ. Sư Huệ Cảnh. Trước giờ bộ tam bảo cảm ứng yếu lược. Sư Huệ Cảnh, người Lưu Châu, ở chùa Ngộ Trơn. Sư ưa khổ hạnh, thích tịnh độ, tự tạo hai tượng Thích Ca và Di Đà để hàng ngày cúng dường lễ bái. Năm sư 67 tuổi, đêm rằm tháng giêng, thoạt thấy một thầy sa môn thân ánh màu hình kim hiện đến bảo rằng: ông muốn thấy tịnh độ không? Sư đáp: tôi muốn thấy lắm. Sa môn thân vàng lại hỏi: ông muốn thấy Phật không? Sư đáp: tôi mong được thấy. Sa môn liền đưa bát ra, bảo nhìn. Sư vừa nhìn vào lòng bát, bỗng thấy hiện ra cảnh giới cực kỳ trang nghiêm rộng lớn. Đất toàn vàng ròng, dây vàng răng phân đường xá, lưới báu phủ cây vàng, cung điện đền đài trùng trùng điệp điệp, đều bằng thất bảo sáng chói rực rỡ. Đức Phật đang thuyết pháp cho vô số Bồ Tát Thánh chúng. Bấy giờ Sa môn thân vàng đi trước, sư theo sau. Bước lần đến trước Phật, Sa môn bỗng biến mất. Sư chắp tay trước Phật. Đức Phật bảo rằng: ông biết vị Sa môn dắt ông đến đây đó là ai không? Chính là Thích Ca Mâu Ni đấy. Còn ta đây là A Di Đà Phật. Thích Ca như cha ông, ta đây như bà mẹ. Chúng sanh ở ta bà như con thơ. Ví như con thơ lọt xuống hố bùn lầy, cha lội xuống lầy đem con lên bờ, mẹ đón bồng lấy con đem về nuôi nấng dạy dỗ, làm cho con thơ vĩnh viễn không còn lạc lầm xa xuống hố nữa. Phật Thích Ca đem pháp môn tịnh độ truyền dạy cho chúng sanh nơi cõi trược. Còn ta thời tiếp dẫn chúng sanh về tịnh độ, trụ bậc bất thoái chuyển. Sư nghe Đức Phật phán xong, lòng vui hớn hở, liền dập đầu lễ Phật. Bỗng không còn thấy nữa, như người nằm mộng tỉnh giấc. Từ đó sư càng tin hướng tịnh độ hơn. Ít lúc sau, sư lại thấy vị sa môn thân vàng khi trước hiện đến bảo rằng: 12 năm sau, ông sẽ được sanh về cực lạc. Quả thiệt đúng 12 năm sau, sư Huệ Cảnh viên tịch, thọ 79 tuổi. Giờ sư tịch, ông tăng ở gần, thấy vô số thánh chúng từ phương Tây bay đến rước sư, và mọi người đồng nghe tiếng nhạc réo rắt trên hư không. Pháp Tạng Bồ Tát. Trích thuật theo kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ, cũng gọi là Đại Bổn A Di Đà Kinh.
Một hôm, nhờn thấy dung nhan của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tươi tắn sáng rỡ, khác hẳn ngày thường. Tôn giả A Nan bèn ra lễ Phật, rồi bạch hỏi duyên cớ. Đức Bổn Sư tán thán lời bạch hỏi đây: công đức lớn hơn công đức cúng dường vô lượng vị thanh văn cùng duyên giác, mà cũng lớn hơn công đức bố thí cho vô lượng hàng chư thiên, nhân dân, cẩm xúc trong nhiều kiếp. Vì chư thiên nhân dân dẫn đến các loài cẩm xúc đều nhờ lời bạch hỏi này mà được đạo pháp giải thoát. Rồi Đức Bổn Sư cho biết rằng: hôm nay Ngài đang nghĩ đến bổn sự, bổn nguyện và bổn hạnh của đấng giáo chủ cực lạc thế giới, Đức Phật A-di-đà. Đức Bổn Sư phán tiếp: vô lượng vô số kiếp về trước, nhằm lúc Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai xuất thế giáo hóa chúng sanh, có một quốc vương nghe Đức Phật thuyết pháp, lòng rất vui thích, liền phát Bồ Đề Tâm, từ bỏ ngai vàng xuất gia làm Sa Môn, hiệu là Pháp Tạng. Sa Môn Pháp Tạng đến đảnh lễ Phật Thế Tự Tại Vương, và sau khi thuyết tụng ca ngợi Đức Phật, người cần cầu Đức Phật truyền dạy công hạnh trang nghiêm tịnh độ, nhiếp thủ chúng sanh, để người y theo tu hành. Rõ biết Sa Môn là bậc cao minh, chí nguyện sâu rộng, Đức Phật Thế Tự Tại Vương vì Sa Môn Pháp Tạng mà giảng nói y báo và chánh báo của 210 ức thế giới, đồng thời lại hiện tất cả ra cho thấy. Khi nghe và được thấy y báo chánh báo trang nghiêm của các quốc độ xong, Sa Môn Pháp Tạng phát khởi tâm nguyện thủ thắng vô thượng. Rồi trong thời gian năm kiếp, người suy ngẫm chọn lấy công hạnh trang nghiêm thanh tịnh Phật độ. Bổn Sư nói với A Nan: thời kỳ ấy Đức Phật thọ 10 kiếp. Khi tu tập xong, Sa Môn Pháp Tạng đến đảnh lễ Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai và cầu Đức Phật chứng giám cho người thuật 48 điều đại nguyện mà người đã lập thể quyết thực hiện để tiếp độ tất cả chúng sanh. Lúc Ngài Pháp Tạng Bồ Tát đối trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương thuật 48 điều đại nguyện xong, thời khắp cõi đất đều rung động, hoa báo mưa xuống trên mình người, và giữa hư không tự nhiên tiếng nhạc vang lừng: quyết chắc sẽ thành Phật. Sau đó trải qua vô lượng vô số kiếp, Pháp Tạng Bồ Tát tu hành và thực hiện hoàn toàn các điều nguyện trên, và người đã thành Phật đến nay được 10 kiếp, hiệu là A-di-đà, hiện đang ngự thuyết pháp tại cực lạc thế giới, cách đây 10 muôn ức cõi về hướng Tây.